đi mày? Sao? Mày mày chạy gì? Mày điên à? Sao? Gì? Gì đó? Này, có lọ này còn sao? Dừng xe luôn! Bố mày đặt có một mấy giờ đấy? Chuyện gì thế em? Mấy cái thằng dân ở đây chắc là xin đều tiền mà anh. Nghe cho mày. Mày tắt xe vào lề đi, anh giải quyết cho. Vừa phải cho mày bố. Cứ bình tĩnh. Sao bố xuống theo rồi mày ra? Này! Mày! Này! Mày qua kìa! Mày đuổi! Ra! Thằng bánh con này! Hả? Vừa là mày! Mày xuống vào không? Thằng kia! Em ơi! Mày tắt xe vào lề! Mày đập chết mẹ nó đi! Mày ngồi im đó, tôi bình tĩnh. Chó, mày chạy kiểu gì vậy mày? Cút xe này nói chuyện mày. Bố láo với ông à? Mấy cái con lợn nhựa này. Anh đợi em tí nhá. Mày chịu chửi ai con lợn già hả? Mẹ. Mày dám chửi tao? Lợn già hả? Bình tĩnh anh ơi. Nước ạ. Công nhận là các đồng chí diễn cứ như thật. Bây giờ các anh xuống dưới lập biên bản, bắt nó theo quyết định truy nã, rồi gọi cho C04 lên đưa nó về. Thành tích này thuộc về các anh. Ủa, nếu sự việc là như vậy, tại sao các anh không bắt chúng nó? Dạ, chuyện dài dòng lắm à. Các anh cứ xem như tụi này bữa nay vi phạm luật giao thông đi. À, còn nữa, nhờ các anh gọi cho bên báo chí mời họ xuống đây đưa tin là đối tượng này bị công an giao thông bắt được trên đường, nhấn mạnh giùm là chúng nó gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ, cướp xe bỏ chạy, bị các anh bắt được. Chúng tôi rất cần tin này được đưa lên báo chí. Vậy tôi hiểu rồi. Dạ. Mời anh Đức. Anh. Dạ, đây là đồng chí Triều. Chào đồng chí. Cảm ơn các anh đã hợp tác. Xin chào đồng chí. Tôi xin ngồi. Tôi xin dùng nước. Nè, khoan xuống dưới đã. Đợi chừng nào giải nó đi rồi hẳn xuống nha. Em hiểu rồi. Đưa ta dùng nước đi ạ. Trả anh 3 triệu nhá. Nhớ đấy. Được anh. Được anh dùng nước ạ. Vâng, cảm ơn anh. Ông anh của em hôm nay cứ như bố già Hollywood ấy nhỉ. Mày thấy cũng kỳ công lắm chứ bộ. Tao đen thui rồi nè. Mà anh, hiện trường hôm nay sạch sẽ chứ. Đảm bảo không có hình ảnh của em do gì ra ngoài ấy. Dân tình nó mà úp phây một cái, hỏng hết chuyện. Mày yên tâm, anh em kiểm tra kỹ lưỡng rồi, sạch sẽ. À, tối nay mày cứ ở lại đây, sáng mai lên đường đi tiếp. Sếp Hà sắp tới rồi đó. Mà vụ thằng Huy là lệnh của ai vậy anh? Của cục Hoạch chứ ai. Em có hơi bất ngờ đấy. Cứ tưởng để cho nó hít thở không khí thêm một vài ngày nữa. Chứ thằng này vụt lúc nào chả được. Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc có lẽ là các sếp cũng tính toán kỹ lưỡng rồi. Chứ để nó cứ lẻo đẻo theo mày như hình với bóng thì làm sao mày vô chạy mày gặp thằng Chư được. Em hiểu rồi. Các sếp tính rồi, là để cho mày với lại sếp Hà vào chạy đấu công khai với nó.
Chứ bây giờ nó mang nhà họ Hến rồi. Nó cấm khẩu ai? Ừ. Nghe nói là anh em biên phòng Mường Kim bó tay với nó rồi. Anh nghĩ bây giờ chỉ còn nước là chơi bài ngửa với nó thôi.